Hai. Bạn đứng anh em à. Quay đầu là bơ. Rồi, hốc hai. Không, này Ngọc chơi xong rồi bắt đầu mới vô thách đấu. Ngọc chơi cái gì đúng hả? Ngon, luộc rồi. Rồi. Chưa bao giờ mà đội tôi mà bị hại, tôi mừng đến như vậy. Rồi, thế này. Đập thẳng vô đi, nhanh lên, 2, 3. Hên quá, nó đau rồi, nó không biết dơ. Em đập được trái trứng mà nước mắt em rưng rưng luôn. Có bây giờ làm cái gì mà không biết mình làm gì không? Bây giờ nè anh. Nói lùi vậy ta. Nếu em thắng, em sẽ chọn hình phạt gì? Thứ nhất, cầm cái này tạt thẳng vô đầu đối thủ. Thứ hai, lấy cái ly nước này tạt thẳng vô đầu đối thủ. Thứ ba, ụp cái lông này lên đầu đối thủ. Thứ tư, đập cái này vô đầu đối thủ. Bởi vì nếu em không làm như vậy thì đối thủ của em cũng bỏ qua hết tất cả các khâu này. Dạ. Họ sẽ lấy cái cả rổ này đập lên đầu em. Đối với Thuận Nguyễn, một gương mặt thiện lành như vậy thì em chỉ chùm chùm lông nhỏ nhẹ này thôi. Đừng bao giờ nghe người đó nói. Dạ, thứ năm. Nguyên một xô nước này ụp vô mặt đối thủ. Không, cái này không ụp được, cái này là phải tán vô mặt đối thủ. Rồi, mời cặp đầu tiên. Em muốn chơi đầu tiên ạ, cho đỡ rung. Rồi, chọn hình phạt. Không cần nói nhiều, hột gà. Hột gà. Mệt lắm, giờ nhẹ tay nhẹ chân gì nữa em gái. Hột gà, hai trứng nha. Hột là hai trứng à? Ồ anh đâu được hột gà, anh đang một lần hai trứng. Hai trứng hột gà. Em order một rổ hột gà. Điên rồi. Em order một rổ hột gà. Điên rồi. Ba chữ rồi thôi. Anh với em phải bằng nhau, phải bằng nhau. Phải bằng nhau. Chưa, số nước đi. Sau khi đè, này, sau khi em lấy em nói tôi cũng hai trứng và tôi tố thêm ba trứng nữa, người ta đồng ý thì chơi. Không, em tố anh không chịu rồi, em tố số nước. Hột gà có hai trứng. Có trứng chín, có trứng sống. Xô nước là anh bệnh, anh lớn tuổi rồi. Không không, cái này là cái ca, cái này là cái ca. Ê ê thôi được rồi, đừng có xô. Cái xô này, cái này, cái này, cái này được rồi. Xô xô này à? Xô này mà, okay. Nãy giờ có xô này mà. Rồi phải, tôi hỏi cái này nó còn một xô mà giờ tôi đổi hai trứng hột gà tôi lấy. Hai trứng hột gà tôi lấy. Đã chọn rồi thôi. Con bé này thiệt mập. Tắm đầu luôn, tắm đầu luôn. Không lẽ nào, tắm đầu luôn. Không lẽ nào á, em thua anh xíu. 13. Ba. Số nhỏ hơn. Trời ơi, cái này dễ đoán lắm. Số 13 rồi, nếu số nhỏ hơn tôi thua, tôi chịu. Cái này để em coi luôn được không? Không, để đây thôi. Hột gà hai cái thôi mà, có gì đâu mà ngại. Anh Luật nói nhỏ hơn rồi. Thì Luật đòi nhỏ hơn. Nhỏ hơn chắc. Sao tự nhiên linh cảm tôi run dữ vậy ta? tự nhiên dáng nó vừa coi tôi run liền liền luôn á trời. Hay cũng rung luôn anh. Ừ, tự nhiên vừa coi tôi rung liền luôn á. Có khi nào lớn hơn không? Nhỏ hơn chắc. Nếu lớn hơn 15. Thì Luật sẽ bị phạt 15. Nếu nhỏ hơn thì Ngân bị phạt 15. Nếu bằng nhau thì cả hai bị phạt. Mà xác suất bằng nhau rất là khó. Ôi, bằng nhau 15. Hả? 15. 15. 15 nào. Sao một lời này có gì mà không xảy ra? Tại sao lại có thể như vậy? Trời ơi, chị 13, chị ám tôi lên tới trên này. Hai lần 13 để tôi nhớ tới em hả 13? Cả hai đều bị phạt ở cái lượt đầu tiên này. Anh đừng đập lên tóc em, biết sao không? Chạy gì đó, em phải gọi đầu á. Rồi hồi em xấu lên tóc anh không? Con cái mặt không đi trời. Em nói giống như là em sẽ không làm gì tôi vậy. Thôi. Thôi em sẽ coi theo hành động của anh mà. Là nó tụt quá cưng, là xin thông cảm nha. Chưa. Ủa chứ không không phải. Hai cái lận bé rồi. Hai cái lận. Chứng chính rồi. Không sao, không sao, không sao. Để anh đây nè. Anh chị bệnh luôn nè, thầy hột gà. Anh đập vô đây, đập vô mà anh đi. Nhanh lên, đây luôn này. Đây. Chưa, làm cái gì vậy? Em làm gì vậy? Đau quá vậy? Anh lâu quá. Em, anh biết em đau thôi. Thông cảm. Dân sợ luôn rồi. Thông cảm, thông cảm, thông cảm cưng. Không, mà hột gà là để dưỡng tóc mọi người. Hột gà dưỡng tóc mà Em làm gì vậy?
Ủa nó pha vô nước kìa. Con bé này nó chơi ăn gian với tôi quá bạn làm sao. Nước là nước không mà em. Ủa em chơi gì kỳ vậy Ngân? Gội đầu luôn rồi. Ok nếu vậy tôi rửa tay luôn. Rồi lực ngồi xuống. Cuối cùng ngày này cũng đã đến với em. Trời cười ghê vậy. Cái ghê quá giống phim kinh dị á trời. Quảng cáo vào gội đầu đi anh Lực. Mưa rồi. Ôi đừng có tiền. Đừng tiền quá rồi ông ơi. No. Ngân ơi em quên là còn tiếp trận nữa bên anh Luật chưa có móc quá. Đúng rồi. Nhưng mà cũng là trứng thôi Ngân. Rồi tiến lực bóc. Số 8 số 9 khó làm lắm. Sốt hả? Trời ơi! Bóc đi, anh Luật bóc đi đã. Anh Luật bóc đi đã. Ừ. Để thứ này. Nếu là hai con sẽ là loài bồ câu trắng. Rất nhiều số thấp cho mọi người. 1, 2, 3, 4, 5. Nè. Chỉ có 4 số thấp xuất thấp. Câu này nãy anh nói đúng không? Em nghĩ tay anh Luật cũng thúi lắm. Có thể là thấp hết. Biết chơi cao sẽ trứng giáp cho những kẻ phản bội như anh. Ok, tôi phản bội, tôi chấp nhận hết. Là em thấp hay cao? Em chọn thấp. Và con số là 6. Trời ơi, hơn có một nút thôi. Tại lỗi, tại em. Lỗi lại xuống đây luôn. Mỗi đứa một chứng. Alo, anh Lực cho em xin tự xử luôn được không? Không có xin cái gì, xuống đây để vô một cái liền. Lại đây. Lại đây em. Xuống đây. Ngồi xuống đây. Trời, con bé đang bệnh hoạn. Bệnh hoạn gì? Bệnh hoạn mà em cười tôi. Em xối trước tôi từng chút một. Hạ Ngân, Hạ Ngân. Tại sao em làm với tôi vậy? Ê, em vẫn còn cười được. Anh thương em, anh bóp cái trứng cho nó chảy xuống từ từ. Chứ anh không có đập lên đầu em, sợ em đau. Ok chưa? Anh dắt gì giữa đầu ấy đi luôn. Bóp nát cái trứng đó em à. Rồi, xong. Cuối cùng tôi vẫn là người chiến thắng. Ở lượt này, Tiến Lực lại thắng. Tỷ số hiện tại là 2-0 ở trò chơi này. Mình là cửa từ ăn tới quề thôi. Đúng vậy. Mấy đứa chơi lẹ lẹ, anh lạnh, anh trúng gió tội nghiệp anh. Làm gì làm liền, nha cưng. Rồi, chọn hình phạt. Chị muốn gì, em tiếp chị cái đó. Chẳng lẽ anh tới đây mà em không hưởng được đặc sản của bảy nụ. Cái gì á? Đứng đó. Thơm, hãy nhìn gương anh. Mệt lắm em. Năm trứng. Hả? Người ta tố em 5 trứng. Cho em 5 cái trứng luôn anh. Ai bóc sốt. Gì Ngọc? Trời, cái gì vậy? Trời, cái gì vậy? Như vậy lạnh quá lạnh rồi chịu không nổi. Ban tổ chức không cho áo mới. Được có cái khăn không à? Có cái áo khoác kìa. Nè, lấy áo tôi mặc đi. Ghê quá. Cho tôi mượn áo. Lạnh quá lạnh bạn ơi. Thông cảm. Ông nói gì cho em cũng hả dạ lắm rồi. Một xô lại phải hả dạ rồi. Mời Ninh Dư Lan Ngọc. Số 6. Quá dễ cho Thùng Nguyễn. Mời bóc tiếp. Em muốn tố thêm một ca nữa. Một ca không phải một xô. Có nhận không? Dạ nhận. Nhận luôn. Ước bận áo mới thì có thể ấm lại. Cái đầu như vậy, hai cái đầu mới vẫn còn đau. Em không sao, em ổn lắm anh, đừng lo. Rồi những đập sau nữa. Mời bóc. Rồi, để đây. Đếp. Rồi, để em đúng không? Rồi, chào đi.
Sợi á? Em đoán là thấp hơn. Thấp hơn. Ngón tay em rung dữ ta. Rồi em thua rồi Thuận ơi, thông cảm Thuận. Rồi chị Ngọc diễn như là chị Ngọc em ăn thua rồi. Rồi Thuận ơi, em thua rồi. Làm gì làm đi. Số 5. Yeah. Trời ơi. Thôi một ca nữa. Cái đội bên này hình như là bị nghiệp quật. Hình như là bị nghiệp quật. Hình như là bị nghiệp quật. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chỉ có 5 con số thôi mà em lại thua. Thuận Nguyễn, mời. 5 cái chân. Giờ sao anh? Dạ, luôn hả? Dạ, 1 ca nước. Thì đó em cứ bóp một cái em thả từ từ trên đầu của Ngọc. Em cho nước vô từ từ trước nha cưng. Tại vì nước vô xong rồi trứng nó vô nó mới dính, hiểu không? Còn trứng trước là nước nó trôi. Cho nước trước. Nấu ăn vậy anh? Đúng rồi. Bỏ nước trước là hãy luộc trứng xay mà. Trời ơi, cảm giác nó đã lắm. Ngọc ơi, ê, không có né, không có né, từ từ. Hứng chịu. Tàn tha đồ trứng. Chém đâu? Bò ăn. Bò ăn. Một. Hai. Hai. Bán đứng anh em à. Quay đầu là bơ. Bây giờ là lượt của Thuận Nguyễn bóp. Còn số 5. Hết số bốc hay sao mẹ bốc số 5 vậy? Trời ơi là trời. Mối thù này chẳng lẽ không trả? Hãy chọn trên hay dưới. Hả? Trên. Cao hơn. Cao hơn. Mời. Chết Ngọc rồi. Ôi Ngọc ơi. Chết Ngọc rồi. Em ơi. Ừ. Rồi, em phải coi cái bô nó nẹt cũng mệt lắm em mà. Sao mình đứng mình giờ mà mình nhót quá. Ồ, sao mà em quýu luôn á. Chị chim sét. Nó đổ chưa hết nước. Nó đổ chưa hết nước. Xong rồi nó trộn lại. Nước đi. Anh chọn trước đi. Anh là cái một ca thôi. Vậy thì em chơi cái số màu đỏ luôn. Cũng còn không bao nhiêu nước. Đồng ý. Rồi, ai bóc trước? Mời già bóc trước. Lớn. Em lớn tiền. Lớn tiền. Đầu tiên mà. Hả? Rớt. Trời rồi. Ơi. Rớt rồi. Bóc cái khác được không chị? Rớt là nhỏ. Số 13 là mệt nha. Em xé luôn đi, em xé luôn đi già, em được vợ. Nuốt luôn đi chị em ơi. Xé em nhai em nuốt. Làm gì được không? Mắc quá đi vô trong bệnh viện nằm thôi. Vừa khó chơi, tôi thấy rồi. Số 4 hả? Số 8 hả? Số 1 không? Chị thấy mà. Chị thấy nó là con số gì mà. Trời ơi, cái này là bao thắng rồi Vinh ơi. Tố thêm Vinh ơi. Lớn thôi anh. Cái này thì không cần gì phải gọi là căng thẳng ha. Ủa đâu này đâu có số 0 rồi hả? Không. Trời ơi, dở ra mà số 0 cái tùy xỉu luôn á trời. Dạ. Rồi, mời dạ. Em nhìn đi. Em út nó chơi tài quầy vậy, mình chơi vậy còn muốn nữa. Mình qua chỗ này nó sạch hơn đi anh. Không, 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 không. Bãi đáp là chỉ có một bãi thôi. Trời ơi, đồng đội kìa.
Lát em có làm cái ào anh không? Em gái của tôi tội gì? Anh cứ nói đi. Tao nói. Em lủi đi đâu? Trời ơi. Anh hết luôn rồi, anh hết luôn quá, đi quá. Chị Nguyên Hình đã bị tiền đình, còn lắc tùm lum. Rồi, đứng lên. Tháo tháo lông mi luôn. Rồi, tới lượt Vinh. Vinh ơi, em mà bốc số 1 thì nghiệp em cũng nặng lắm đó Vinh à. 13. Lên. 12. Rồi, quá dễ cho em bây giờ. Trời ơi. Chị 13 ơi, hãy về đây. Không, 13. Đi đi em. Với con số 12 này thì anh nghĩ cao hay thấp anh Lực? Tự nhiên hỏi chị. Nhắm mắt thì cũng biết nó thấp hơn. Anh cười cái gì? Bây giờ dạ nếu lật ra mà 12 thì sao mọi người? 12 là hai người mà. Không có đâu. Có đâu. Trường Thế Vinh. Tèn 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 tèn. Em gái có nghe không? Lời của ta. Từng chút một. Thôi. Ngồi nó vuột tay nó tự hợp vô đầu luôn. Trời. Chắc con cười xỉu. Cái này đúng tra tấn luôn á. Từ từ thôi em. Nó trời ông Vinh, ông Vinh kìa. Thưa quý vị, ngay bây giờ là hình phạt dành cho đội thua cuộc của chương trình Bảy Nụ Cười Show. Đội thắng cuộc tuyệt đối ngày hôm nay là đội của Lý Nhã Kỳ. Yeah. Có tiền. Sao lại là tuyệt đối? Tuyệt đối luôn. Chị Kỳ, chị có dùng tiền để mua cái giải này không vậy? Mình nó nhỏ thôi. Mình nó nhỏ không, thôi. Không, nhưng mà cái này là thắng thực lực em. Thắng trí tuệ. Dạ, lẫn thể lực luôn. Quá khủng khiếp. Ghê quá. Bởi vì là thua là thua nhục trí tuệ, nhục thể lực luôn. Tôi thua là do Ninh Dương Lan Ngọc. Tại sao? Có phải bạn làm chứng là Ninh Dương Lan Ngọc là người cười đầu tiên? Đâu, lâu quá người tôi. Tới phần chơi một, bên tôi thi, bên kia có phụ trợ gì không? Không, hoàn toàn không. Bên người ta thi, đây, đây cái kiếp lòng trong. À, em tử trong hai cái bong bóng. Sợ người ta đạp không kịp. Bên chị kia Ngọc. mà đạp dợp bẻ luôn mà. Chị còn Ngọc bên này cũng phải chờ. Chị Kỳ nè. Thật ra đúng rồi, chị có hối lộ chị Kỳ. Dạ, cái Ngọc phải đúng không? Chắc sau chương trình này sẽ đưa. Wow. Em nói vậy coi như là anh với em là bước đi rồi. Nói tóm lại học xoài thì chưa có, nhưng bây giờ học gà thì có. Trời ơi, ngày nữa. Hôm nay mình có nước nè, có bột, có học gà. Lăn luôn tụi em rồi nha. Lăn luôn tụi em rồi đó. Không, học gà đây có hai thể loại. Một thể loại sống và một thể loại đã luộc. Nhiệm vụ của các bạn là mỗi người vài cái không được chọn, chỉ MC lấy, sau đó chụp đập cái ráng mình hết. Không phải đội chọn chứ. Thôi. Em đừng quá cái gì. Thôi, chọn cái nào. Chị cái trước. Cái này đúng không? Cầm đập liền vô trong trán. 3, 2, 1 vô. À, vậy là vô. Anh chắc phải đập trên đầu nó mới bể. Dạ, em chứ. Anh thấy chưa? Để cho em đập chưa? Chính nha, Mai. Chính nó mới đau quá trời. Bỏ đây. Chính là nó đau nhẹ nhưng mà nó không có dơ. Đúng. Đó. Còn sống là nó dơ, mặc dù nó không đau. Những người mà sống không thiện lành như anh, chắc chắn là trái trứng sống. Hai, trái trái. Xếp hàng, chuẩn bị. Xếp hàng đi. Đau quá. Tôi cái này. Bóc, đập liền.
Ê ê ê, ai mượn đứa này chi? Ủa nè, em nói những người sống thiện lành đó, tôi gieo nghiệp tôi hưởng, nhưng tại sao em ké? Nghiệp em cũng nặng kém gì tôi đâu. Ủa vậy là anh cũng nhiều nghiệp lắm hả Giang? Em làm tốt mà. Tôi chọn trai nữa được không bạn? Để tao gửi tiếp theo. Tôi sợ nó chảy rồi nó xuống. Không vậy mà giỡn. Nên như Linh Ngọc chọn cái nào? Đắp da mặt đẹp nè. Vô 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 chị vô. Hay vậy luôn á Ngọc, thật tuyệt vời. Chẳng qua là da mặt tôi dạo này hơi xấu, cho nên tôi đắp cho đẹp vậy thôi. Cảm ơn ông đã thương con. Ở xa đâu đó, khoan mà đắp cái trán vậy. Tí lực, có chơi lớn gì không? Bên kia dám chơi với tôi không? Không, mình thắng rồi sao phải thách đấu gì nữa? Bên kia đập một trứng, tôi đập hai trứng. Trời ơi, anh thách ai vậy? Nhưng mà nè, không có đập trên trán, đập trên đầu. Đập anh trên dám đầu chơi không? Bạn gỡ tóc bạn ra đi. Trời ơi, bạn đó, bạn đó. Trời ơi. Gỡ ra luôn. Tôi chơi lớn với anh luôn. Con không tạo nghiệp. Không thật có ra. Chút chút xíu nghiệp. Xin ông trời hãy phù hộ cho con. Ê, thích quá à. Thú lắm nè. Anh cũng biết không. Người chơi người bây ta giờ khổ. Mình, em được hai chứng chính. Bây giờ mình chọn bóc để ra ngoài. Không, bóc để ngoài tôi bóc. Đúng. Mời bạn bóc. Chọn. Tôi không chọn, bạn chọn luôn đi. À, chứ ạ. Tôi đập trước. Khoan, bạn ơi. Đập một lần. Anh hai tay, hai cái vô đây, tôi một cái vô đây. Không, cái nào cái chơi đó. Vậy thì chơi thôi, không không chơi thôi. Làm chơi. Một lần luôn. Một cái nè, từ từ. Chơi là chơi luôn, trên giữa đầu nha. Giữa đầu. Có đỡ đâu, cái này, này. Kệ đó. Chơi này vô. Để vô. Bây giờ lấy cho dạ nè. Rồi. Ngẫu nhiên nha. Ngẫu nhiên. Hai. Dạ. Từ từ, để anh đi trước. Có gì em cười anh đi. Cái hậu anh tốt. Em không đập thì anh quất nguyên một rổ trứng lên đầu em. Áp lực cuộc sống với anh bây giờ nó khủng khiếp lắm rồi. Dạ anh Giang. Cái gì? Em không ngờ cuộc sống của em lại nằm trong lòng bàn tay của anh. Trời ơi. Em xin phép đem cái trứng này về luộc cho con. Ê, dạ. Anh đã gọi đầu luôn rồi. Dạ. Mắt anh bây giờ mờ rồi dạ. Nhìn được con này nó kéo màn rồi dạ. Chồng trắng bao bay rồi. Lỡ rồi. Ốc chơi mất nét. Đúng.
Tôi chơi với anh luôn. Chơi với anh luôn. Tôi chơi với anh luôn. Anh lỡ cá luôn, hai người kia anh lỡ. Tôi thách Tô Vinh, Dương Thế Vinh và Lý Nhật Kỳ. Đây. Cũng kéo mà. Chúng ta nên nhớ là Ninh Duy Ngọc vẫn còn lượt. Tanh quá. Rồi, hấp hành. Không phải là Ngọc chơi xong rồi bắt đầu mới thách đấu. Ngọc chơi cái đúng hả? Ngon, luộc rồi. Rồi. Chưa bao giờ mà đội tôi mà bị hại, tôi mừng đến như vậy. Rồi, thách em Vinh. Giờ thách ha. Em và anh. Rồi, thách đi. Mời em. Là bên này hai, bên này một đúng không? Không, hồi nãy tôi đố rồi, chứ giờ sang gái mà thôi, một một thôi. Một một. Em trái này. Này. Chúc mừng. Bảo trọng. Nóc mảnh dạng lên em. Một, hai, ba. Nóc. Trời ơi. Trời ơi. Em tôi đã bị xì trồng đỏ rồi mọi người ơi. Bây giờ chị Kỳ, tụi em đã chơi lớn vậy rồi, không Kỳ lẽ à? Chị Thúy Ngân đúng đại diện cho đội chơi luôn chị Kỳ. Ủa? Nếu Kỳ không chơi, tụi tôi cũng sẽ chơi Kỳ. Đây, tôi sẽ bóc hên xui cho Thúy Ngân và Lý Kỳ. Hey. Dạ không, không, em tự bóc. Không, để người ta tự bóc, anh đừng làm vậy. Không, để anh bóc hên xui cho. Rồi. Hey. Chà. Hên xui nha. Rồi, cầm. Hết, hết giá hết số luôn chị Kỳ. Ngay hết giữa, ngay giữa mọi người. Ngay đây nè, ngay đây nè. Ngay đây chín nó mới dễ chín. Một, một, hai, ba. Lẽ nào sao hai, ba, chơi luôn. Dễ gì? Chơi luôn. Dễ gì? Dễ gì? Lên đây. Để lên đầu. Ôi tự nhiên lên đầu. Chỉ có ai đừng đổi như chị. Đúng thế. Để lên đầu đúng thế. Đổi thôi, nói chung là hôm nay như vậy là cũng đủ rồi. Khoan. Tụi em muốn thi đấu với anh. Đúng. Đã tới nước này rồi, bạn không chơi với Ngọc, tôi cũng sẽ chơi bạn. Đúng. Tránh ra. Wow. Chơi lớn chưa? Anh Luật, anh là người nắm trứng, chọn trứng đi. Nói về bốc trứng thì tay này bốc cái nào cũng sống. Từ nãy giờ tôi quá kỷ lục đồng đội tôi rồi. Mày không ổn cho ta rồi. Bảo trọng. Tụi em sao ngay giữa em mỏ. Một, hai, ba. Cái chân nó chín rồi. Đọc gì cho sưng cái đầu vậy? Ê, Ngọc, chứng em chưa bể Ngọc ơi. Để đó anh làm, anh làm gọn lắm. Không, chứng sợ, chứng chín rồi. Ví dụ như anh đọc mà bể cái là, nếu mà nó sống là em thua em, anh cái gì? Em làm thêm một trái nữa với anh. Ok. Bước vô đây. Bước vô. Nghiệp ai lấy hưởng. Hai trái một lượt. Đâu, em chơi với anh mà. Phải hai trái. Trái này. Cho hồi nãy. Hai trái. Đâu em tự. Đổi anh đi. Điên à. Sao? Em chơi với anh mà. Anh chơi luôn. Đó. Trời ơi trời. Không một trái chín luôn trời. Một trái. Ngày hôm nay thưa quý vị là tiết lực chỉ có một quả chín mà thôi, còn lại là sống hết. Và bé này còn có chưa đập kìa. Bé này. Nè chúng chín nè. Ok em. Ngày hôm nay phải nói là thưa quý vị là rất là vui. Cảm ơn
Lý Gia Kỳ xuất hiện. Cảm ơn tất cả anh em, tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, chương trình 7 nụ cười xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Ở đây chúng tôi có trứng sống và trứng chín. Mỗi người thua sẽ được chọn hai quả. Ăn thử ăn đúng không anh? Không, nhìn vào nó, sau đó cầm đập vào trái của mình. May nhờ rủi chiều. Trái chín thì đập nó bẻ không sao, còn trái sống thì chắc là khuôn mặt. Bẻ cái này người ta nói là thí dụ như ai mà có đức mặc sức mà ăn đó. Đó thì không à. Hai trái gần em đi. Cầm đập thẳng như mặt không suy nghĩ. Đập thẳng như mặt không suy nghĩ. Đây là trứng chín. Rồi thế này, đập thẳng vô đây, nhanh lên, 2, 3. Đau quá. Hên quá, nó đau rồi nó không dơ. Em đập được trái trứng mà nước mắt em rưng rưng luôn. Có nghĩa là gì? Trứng chín càng ngày càng ít đi thì khả năng trứng sống càng ngày càng nhiều lên. Chọn đi nào. Nóng, nóng, tay em bị rung. Trái nào nóng? Chỉ cái nào đi. Trái nào mà đậm đậm á là chín á. Này, rồi, đập đập liền. 2, 3, đập, 2, 3, đập, 2, 3, đập. Chính, chính. Rồi, hai đứa có đứt nè. Mặt chất thứ 3. Mặt chất ăn luôn nè. Rồi, cái tiếp theo. Tự nhiên giờ có người đập chứng cho ăn. Rồi, đập, 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 đập. Trời ơi. Có đứt mặt chất mà ăn. Không sao. Ủa em bị bắt chân vô mặt luôn á. Bây giờ có người chứng cho ăn nướng cái này gọi là nhiệt nè mọi người ơi. Em đang ăn trứng bên này thì không bao giờ ưa được nhỏ đang này đợi gì đâu mà chạy u lấy kia xong lấy qua đây lao cho đầm nồi bên kia đó thiệt luôn. Hai đứa một đội hả? Mười không tin luôn. Thôi thì tốn thối thôi. Chị xin lỗi em. Tới mình. Anh Vũ A, em đập giữa chén. Xác suất là coi như là... Cái thị trường trứng sống còn nhiều lắm. Trứng chín hình như đã hết rồi. Hết rồi. Để em. Đỡ rồi. Trái nào mà đậm á anh. Trái nào mà bóng á. Vừa đậm vừa bóng. Né né để văng vô mặt. Né né để văng vô mặt. Em tưởng là... Tí nữa cái cọng tóc này nó cứng ngắt mà. Còn một cái nữa. Gặp anh em là anh ngửa mặt lên đập luôn á em. Đập mãn nguyện á. Mãn nguyện luôn. Chính. Như vậy là họ đã bị hình phạt. Hình phạt này nó cũng nhẹ nhàng quá. Ra người thắng rồi tại sao em cũng bị phạt vậy? Hey. Thôi. Thưa quý vị, ngày hôm nay à, Gil Lê đã xuất hiện, cảm ơn Gil Lê đã xuất đâu, hiện. Đâu, khoan Gil Lê chỉ cái nào chín á. Chín nè. Chín hả, này chín hả? Rồi, đưa đập đi, đập đi, đập đi. Hey. Đập đi. Hey. Trời ơi, cái nói rồi nguy hiểm dữ lắm. Cô kêu, cô kêu. Thưa quý vị thân mến, chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu của người chơi thôi. Người ta tới chương trình mà người ta muốn gì mình làm đó. Cố ghêu, cố ghêu, cố ghêu. Đâu có nói nữa giờ. Khoa học đã chứng minh rồi là trong trứng nó có rất nhiều chất bổ dưỡng cho da mặt cũng như là da đầu cũng như tóc. Nhưng tôi không cần nha quý vị. Tóc tôi đẹp sẵn rồi, tôi không cần nha. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn Gil Lê cũng như các anh chị em nghệ sĩ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình, đã ưu ái, đã yêu thương và đã nồng nhiệt chào đón chương trình của chúng tôi ở mùa 3 này. Quý vị thân mến, chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah. Anh còn quay.